Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, xin lời Chúa đồng hành với quý vị mỗi ngày để chúng ta luôn vững bước trên linh trình hầu việc Ngài. Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm lời Chúa trong Ma-thi-ơ chương 13, câu 31 đến câu 32 của bài học có đề tài Sự phát triển của nước thiên đàng. Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng, nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Câu hỏi suy ngẫm, trong ví dụ này Chúa Giê-xu mô tả nước thiên đàng ra sao? Vì sao Ngài mô tả như vậy? Chúng ta được khích lệ gì khi học biết về sự phát triển của nước thiên đàng? Kính thưa quý vị, Chúa Giê-xu mô tả nước thiên đàng giống như một hạt cải, là loại hạt nhỏ bé nhất, nhưng khi cây cải lớn lên, sẽ là một cây cao lớn đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Chúa Giê-xu mô tả nước thiên đàng như vậy để ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai chương 53 câu 2. Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Đó là những đánh giá sai về Chúa Giê-xu của những người đồng thời với họ. Họ xem thường xuất thân của Chúa, họ không quan tâm sứ điệp Chúa dạy, nhưng chỉ tìm cách bắt bẻ những việc Chúa làm nhằm hạ uy tín của Ngài. Tuy nhiên không vì thế mà nước thiên đàng không phát triển, đến một ngày sẽ to lớn, vững mạnh và ích lợi. Những người theo Chúa Giê-xu ban đầu tuy ít ỏi, nhưng chỉ 30 năm sau khi Chúa thăng thiên, tin lành đã phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng trong cả vùng Tiểu Á và Âu Châu. Ngày nay có thể chúng ta vẫn còn tâm lý e ngại khi thấy người Việt tin Chúa còn rất khiêm tốn. Phần lớn dân chúng vẫn còn thiếu thiện cảm với những người tin Chúa Giê-xu, vẫn còn những khó khăn nào đó đối với đồng nghiệp hay với láng giềng khi chúng ta bày tỏ niềm tin và sống đúng theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Chúng ta cần nhớ, có thể người khác chưa đánh giá đúng về tin lành, nhưng chúng ta biết rõ giá trị của tin lành và sự vĩ đại của nước Đức Chúa Trời. Chúng ta không rụt rè, e sợ khi bày tỏ đức tin. Chúng ta cũng không thối lui nản lòng khi bị chê cười. Cơ đốc nhân cần thấy rằng nước thiên đàng đã, đang và sẽ liên tục phát triển. Và trong tương lai, khi Chúa Giê-xu tái lâm, thì sự vĩ đại của nước Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ cách trọn vẹn. Trong hiện tại, tuy nước thiên đàng chưa bày tỏ cách trọn vẹn, nhưng hội thánh của Đức Chúa Trời chính là cứu cánh cho thế giới này trong nhiều lĩnh vực, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Câu 32. Chúng ta hãy nói như sứ đồ Phao-lô trong Roma chương 1 câu 16. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gê-rét. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con không tự ti, hổ thẹn về tin lành, nhưng vẫn tin nơi giá trị vĩ đại của nước thiên đàng, luôn sống bày tỏ niềm tin trọn vẹn nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có nhận biết giá trị và sự vĩ đại của nước thiên đàng trong hiện tại và tương lai không? Thiên đàng vinh hiển Chúa ban, ấy là ân điển vinh quang từ Ngài. Vẫn tin thẳng tiến tương lai, sống luôn lan tỏa mỗi ngày danh Cha. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.